cha xong chụp đẹp xưa bông phôi từng ngọc khné ngày đi khi nhom nâng mờ bằng hai bông phôi năm pi đầu biểu thưa twist donut cha xong mình chơi tia sơn à đôi to từ cha đầm bóng dân miền phong mò nó dân bay về hỏi tới dân vô về một thằng chum nuôn một pay pram gram lê cho mùi nhưng từ đó cô có đau ôn ôn cao sắp pram gram không cầm đá sai sắp ông xa xì nhưng lê về cho khnia há dân tục mùi lại sần hai dân vô chan mùi tiết dân đặt mà sao nụm băng chốt 150 gram, ស្ករ ស 10 gram, អំបិល 2 gram និងមេនំប៉័ង 3 gram យើងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វសិនទើបយើងចាក់ទឹកដែលយើងលាយពីមុនមកហ្នឹងទៅដោះគោជាមួយនឹងពងមាន់ហ្នឹងចាក់ចូលគ្នាហើយច្របល់វាមួយសន្ទុះទើបលើកយកវាហ្នឹងទៅវាយនៅលើតុក Sao ta mà sao với riêng sát ta dừng ở phía dìm vài vì tới rồi hồ toàn tại sạch mà sao hay nâng cừng cừ nó bị trôn khả nha bàn là ố mơ tớ đỡ viên cừ mắc khả nhí tớ bóng vì cừ mẹp nâng ạ. Tại đọc bê dừng vài vì mà dù tớ hay dì pram là tì đập tì vài phong bào phong tớ vì lên làng cừ mà vì làng lộ mẹp nha. Bởi tớ mơ bàn dừng đặt bơ trồ đặt bơ đập pram gram cho tớ khả nhí vì lên cừ mà hay nhưng mà đó nít ít lực một chiêng nguồn tiền tại dân chi diêm vay to tại dân chi diêm già thợ ấy mũi to dân chi diêm chà dừng ở vay vì rồi hồ toa tại vì làm suốt bài ní từ phần nắng cứ ok hay cha hay dừng cho bò mà sao vì mà đòn tiết tới hay dừng đã được cái chén cái plastic đã được cái ống oven cầm đào dài sập ong xa xé là dạ pe dài sập nhiệt tì và sân mà bong ôn lại miền tế dừng cái plastic hay dừng cái cái xanh phô cô một chuan tiết thuộc cái lại hop là dạ pe mùi màu rồi hồ toa tại mà sao nước vì làm pi đòn chà chà nó bây giờ dân cắt nôm mây phèm vào mũi đông dân bao dân hái dân vô vì mà luôn mua muốn mà luôn mua mua bài đi hái à đợt tay tiết dân khổ tục trao dân ăn miên dân ăn ai đã vì họ cho tế thưa ơi mà xài nước vì làng ngốt chân khổ và đá dân vô muối dân vô chanh máu dân luôn vì dân đã trồ bình dân vô mùi tiết dân vô mà luôn tiết chà thưa bài nữa rồi hô toàn mà xài nước vì ở hay dân cơ bia tục chào đã lừa tục nâng tới dạp bia đọc nửa tì mà dân vô vi một cân nâng lùi bạp đi ha dân rùm mùi vi ha dân chụp một vi chất chả dân thơ vơ mà đau mùi rồi hồ toa tài mà xa nâng vi ọ toa máu dân vô mà sang mà đòn muối dân vô vì máu phần dìa vì là hồ toa thở vì nắng ban làng hai chỉ một phần xong thì máy đó chà phần toa máu bây giờ rồng mùi nắng là nắng dân tục về mùi hay đầy mùi tiết dân rồng mùi là hồ toa vì tăng vì lan tăng vì tha rồng mùi lên tơ hái từ dân lược máu còn loa tới vì từ vì ru anh chô khá vậy hai cả cột vì nắng dân chập vì chất đà mình chân tế và dặn vì lia chân màu với nhà chợ chất mong ngang lại nâng
bè dùng mùi vi hay riệp chồng đã lưu tha hai lực ní nhưng cổ plastic của ấy khai nợ bê đà vi làng bê vi làng tới vi đồng mùi chanh màu bên chân dùng cổ plastic chùm nuôi. Chà gầm đá đây là ô khăn ca bông bông nâng cư gầm đá mà rồi chất sập ong xa xế ta mà rồi bài sập ong xa xế. Mà dân cần lục cho mùi nâng score score. Nghi nghi tế gọi vô thông chân máu dân đã score score mà dập hiếp bị dập hiếp bái tam đại bọn con cho chất. Hay dân tài lẹ nôm nâng chỗ cần lục viên mà dù tố rùi rùa tại mà đòn chà. Xong mô con bọn bọn tặng ở khả ní để cho chất nâng tam đàn tài sản nào vì đã ổn bọn nhìn khả nhóm và dân mà cho chất xong mì ta chui like, share, comment, subscribe nâng đá rô cần đăng nằm bây tập tui bán nâng video thamay chia bắn to tiệt. Chà xong mô con, bye bye.